Khánh Huy xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 13:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc trò chuyện giao lưu giữa một bạn thần tượng và một bạn fan. Trước hết chúng ta hãy cùng gặp gỡ bạn fan. Xin mời. Em tên gì? Dạ em là Hoàng Hiếu ạ. Hoàng Hiếu. Công việc chính của em đang là DJ. DJ? Dạ. Ngày hôm nay đến với chương trình thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ em Ly, một khách mời mà được bạn Hoàng Hiếu rất là hâm mộ. Bạn có thể chia sẻ một tí về thần tượng của mình được không? Dạ, chị em Ly thì một anh chị xinh xắn và là một nghệ sĩ đa tài với nhiều lĩnh vực. Và em thích chị ở lĩnh vực ca sĩ nhất ạ. Bắt đầu từ khi nào mà em lại yêu mến cô ca sĩ em Ly này? Vô tình một lần em lướt trên Facebook thì em thấy wow, ngoại hình của chị ấn tượng với em. Ngoại hình rất ấn tượng? Dạ, đúng rồi. Xong rồi cái rồi em cứ theo dõi từ từ vậy đó. Ngay bây giờ hãy cùng chào đón sự xuất hiện đặc biệt của ca sĩ Emply. Hiếu thấy thế nào với phần trình diễn? Đây là một món quà dành tặng cho một bạn rất là yêu mến em Ly như bạn. Dạ, tất nhiên là em thấy rất là vui rồi. Em cảm ơn chị. Rất là dễ thương. Đứng ở trong nghe lỏm là Hiếu DJ phải không? Hiếu là DJ. Và chắc chắn ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện rất là thú vị đây. Hãy cùng đến với phần 1 của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chúng ta đang có mặt tại phần 1 của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và ở phần này thì như thường lệ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho thần tượng cũng như là bạn fan của mình có cơ hội để trò chuyện giao lưu với nhau nhiều hơn. Bạn ấy sẽ đưa ra những câu hỏi và em Ly sẽ phải hứa với chương trình là trả lời thật 100%. Ok, em Ly xin hứa. Ngay bây giờ xin mời Hằng Hiếu có thể thoải mái tự tin để có thể giao lưu cùng với thần tượng của mình. Dạ vâng, thật ra thì em biết chị chắc cũng gần được 3 năm. Gần 3 năm. Nhưng mà em biết chị là làm nghề được tầm gần 8 năm, hơn 8 năm. Dạ, đúng rồi. Và không chỉ dừng lại ở vai trò là ca sĩ mà còn là DJ, diễn viên, người mẫu. Dạ, thì tới thời điểm này chị thấy chị thành công nhất ở trong vai trò nào ạ? Thật ra là cũng hơi khó nói bởi vì chị cảm nhận là mọi thứ đối với chị nó hơi bình bình. Dạ. Thăng hoa cảm xúc nhất thì đó chính là âm nhạc. Nhưng mà chị cảm nhận chị tiếp cận được khán giả của chị mà nhiều nhất đi thì chị cảm nhận là qua những cái vai diễn sitcom hoặc là những cái phim truyền hình hoặc là những cái game show là những cái chị tiếp cận khán giả của chị tốt nhất. Có vẻ là lúc đó là lúc mà chị thoải mái nhất, gần gũi với mọi người nhất. Chứ nếu như mà những cái sản phẩm âm nhạc của chị hoặc là hình ảnh của chị như thế này thì đôi khi là khán giả họ sẽ thấy khó gần á, và họ cũng không dám nói chuyện với chị. Và họ thấy cô gái này chắc là cá tính quá rồi, rất là khó có thiện cảm. 8 năm không phải là một con số nhỏ. Yeah. Để mà mình làm nghề dài đến mức độ đó. Và rồi chị vẫn cứ cố gắng liên tục. Cái đó là cái rất là nể chị. Dạ rồi, không biết là sắp tới có dự án gì mới không chị hả? Trong năm nay chị cũng sẽ có những dự án về âm nhạc riêng mà nó sẽ được đặt ở cuối năm.
Còn trong khoảng thời gian này thì tất nhiên là chị vẫn đi tìm kiếm những cơ hội như là về phim ảnh, bởi vì đấy cũng là một lĩnh vực chị thấy thích thú, tò mò và muốn trải nghiệm. Dạ. Dạ, nên là chị vẫn đang tìm kiếm những cái cơ hội bên điện ảnh. Còn âm nhạc của chị sẽ được rơi vào cuối năm, hy vọng em sẽ thích cái ca khúc kỳ này của chị. Nói thật thì em bị ấn tượng bởi ngoại hình của chị quá nhiều, nên là chị làm gì cũng thấy thích á. Bởi vậy khi mà mình đã thích rồi thì làm gì cũng thấy thích hết. Yeah. Đúng không? Rồi tiếp theo thì em sẽ quan tâm tới vấn đề như thế nào? Thôi mình công việc rồi mình nói chuyện riêng tư xíu đi. Riêng tư dạ. Thoải mái, đây là công việc. Okay, đây là khoảng thời gian của em mà. Ok, em có theo dõi trên Facebook là chủ yếu. Và em thấy lên đó khá nhiều về của một người rất là thân với chị. Em thắc mắc là ví dụ như hai người lỡ mà có cái quay gây lại thì ai là người làm hòa trước nhỉ? Em đang hỏi một câu hỏi mà ấp mở mở tôi không hiểu được. Vậy là ở đây ai cũng hiểu, có một người không hiểu. Vậy em kể lại câu chuyện cho. Anh kể lại câu chuyện đi. Nói chung là khán giả và mọi người bắt đầu quan tâm tới một bạn bạn nam, đó là Trần Quốc Anh. Là em mời Quốc Anh đóng MV cho em. Thì sau đó mọi người rất là quan tâm xem hai đứa có yêu nhau không. Thì như thế này, Quốc Anh thì ở Hà Nội, Quốc Anh bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Thì đó Quốc Anh không có ai hết. Thì vô tình lúc đó chị là người mời Quốc Anh vô. Và khi mà chị nhìn thấy Quốc Anh nói chung rất là tiềm năng, mà không có ai giúp đỡ cả, giống như là chị bước đầu vào nghệ thuật đó là chị cũng chả quen biết ai cả. Chị nhìn thấy bản thân mình của hồi xưa. Tự nhiên mình cảm giác muốn giúp Quốc Anh, nên là em đã lôi kéo Quốc Anh về công ty của em. Là cùng quản lý. Và từ đó là trong con đường nghệ thuật cũng giúp đỡ qua lại rất 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 là nhiều. Và cho tới bây giờ thì bọn em vẫn ở cạnh nhau, nhưng mà không phải là yêu đương. Em sẽ quý trọng những cái mối quan hệ, nó là những người bạn, những người tri kỷ, chứ không nhất thiết là phải yêu đương nhau. Dạ, với lại bình thường em vẫn hay ship đẩy thuyền thế thôi. Không, it's ok, chị thấy rất rất là dễ thương luôn. Mà và tất nhiên để trả lời câu hỏi của em là lúc mà cãi nhau thì chắc chắn là Quốc Anh rồi. Chắc chắn là Quốc Anh mà làm chuyện gì mà chị bực mình là Quốc Anh phải xin lỗi chị thôi. Nếu Quốc Anh phải là người yêu của chị thì em thật sự muốn biết là gu mẫu bạn trai của chị sẽ là người như thế nào. Chị sẽ nói gu hồi xưa của chị. Có cảm tình với những chàng trai châu Á, sống tình cảm một xíu, quan tâm chiều chuộng mình. Rồi em lại thích là người lớn tuổi hơn, em không thích người nhỏ tuổi, ví dụ như vậy. Nhưng bây giờ khác, nhỏ tuổi cũng được. Đúng rồi, giờ nhỏ tuổi cũng được thôi, nhỏ, thiệt. Nhỏ không? Hơn nhiêu tuổi, nhỏ hơn nhiêu tuổi. Dạ, nhiêu tuổi cũng được, nói chung là nếu mà có được sự đồng điệu với em thì là mình có tình cảm thôi. Nói chung là ở hiện tại á, thì người yêu của em Ly không phải là Quốc Anh, nhưng mà gu thì kiểu giống vậy. Anh bẻ lái nhanh không, ghê. Tức là kiểu giống vậy á. Tại vì nếu như mà mình có một cái người bạn mà đồng hành với mình, chia sẻ được với mình, hai người chơi rất là thân như là tri kỷ, đúng không? Dạ. Thì nếu mà có người yêu mà được giống như vậy thì quá là tốt. Không có gài. Thế là đúng rồi. Suy nghĩ, đang suy nghĩ coi có bị MC gài không, đúng không? Không đúng có gài. Rồi MC có bẻ lái. Trời, MC hay bẻ lái nhanh lắm mà. Thôi nãy giờ mình đang nói về đối phương và gu của chị. Và giờ em thực sự mong muốn được biết là trong tình cảm chị sẽ là một người như thế nào. Dạ. Đó, thì em đang muốn biết điều đó. Lúc mà chị mà đã yêu là chị yêu hết mình luôn. Đôi khi là chị sẽ trở thành một người phụ nữ rất là muốn take care cho bạn trai, rất là muốn nấu ăn cho bạn trai. Những lúc mệt mỏi bạn trai về ăn là chị thích, là kiểu người thích chăm sóc người khác. Nhưng mà chính vì hết mình như thế, chị sẽ không chấp nhận sự phản bội. Đó là thứ duy nhất chị không chấp nhận. Có giống như những gì em nghĩ không? Dạ, em cũng mường tượng 80% về chị là như vậy. Tất nhiên là mình sẽ không hiểu sâu được, nhưng mà những cái gì chị đưa đến mọi người, đến khán giả, chị ở trên Facebook hay là những cái lần chị tương tác á, những người yêu mến chị á, thì mọi người sẽ dễ mến, dễ cảm nhận được thôi. Dạ. Ok, cảm ơn em. Dạ. Nếu hôm nay tình may mắn được gặp chị rồi thì em thực sự muốn biết là việc xấu hổ nhất chị từng làm trước giờ là gì? Này, bây giờ phải suy nghĩ, phải lục lại nha, xấu hổ nhất nha. Nhất hả? Trời, không biết có bao nhiêu cái nhất luôn á. Không biết bao nhiêu cái nhất okay, luôn. Vậy là hơi nhiều em đó. Em sẽ tiết lộ lần đầu tiên, chưa kể đâu đâu ạ. Hồi nhỏ thì em còn một con biệt danh gọi là ô lì. Vừa đen mà còn vừa lì nữa. Ôi, nhưng mà hồi nhỏ em trắng, không hiểu sao gia đình em gọi là ô lì. Là em rất là thắc mắc, nhưng mà em rất là lì. Năm lớp 4 là em ở Đà Lạt. Mẹ sẽ cho tiền buổi sáng á, để ví dụ như là hồi đó mẹ cho 5.000 đi xe. Là sẽ có một chú xe ở Đà Lạt gọi là xe thồ, thì tới chở em tới trường, xong đúng giờ lại trở về. Thì tiền sẽ đưa cho em, thì xong một tuần là em sẽ đưa tiền cho chú. Thì cho 5.000 tiền xe với là 5.000 tiền ăn sáng. Nhưng mà hồi nhỏ em ăn hàng rất là nhiều. Xong rồi em đi tới trường, em sẽ luôn đi sớm, sớm 45 phút luôn á, là ngồi trước trường để ăn. Ăn ngon quá, ăn luôn tiền xe.
Ăn luôn tiền xe rồi. Xong rồi cũng có suy nghĩ trời, không biết kiếm tiền đâu ra mà không ai để xin tiền hết. Đó, xong rồi ăn hết một tháng. Có nghĩa là ăn hết 200 ngàn tiền xe. Là em ăn thành 400 đó. Xong rồi tới tháng chú hỏi là ủa sao tháng này con chưa đưa tiền bả? Em dạ mẹ con đi đâu đó cũng viện lý do. Xong rồi tới một hôm là chú quay lại chú hỏi mẹ luôn. Bả là tôi chưa nhận được tiền gì đó. Trời ơi mẹ đánh quá trời luôn. Mẹ bảo trời con gái đứa tại sao nó dối mày quá cái này nọ. Trời chùa quá trời luôn. Rất là xấu hổ luôn. Bây giờ nhìn lại nha, trong cái khoảng thời gian đó là tuổi ăn tuổi lớn, đúng không? Dạ đúng. Nhờ ăn nhiều như vậy, ăn luôn cái tiền xe cho nên bây giờ mới cao hơn vậy. Cao với một cái chiều cao lý tưởng như vậy, đúng không? Rõ ràng. Bây giờ chúng ta đã có một cái khoảng thời gian để chia sẻ nhiều hơn. Em còn có quan tâm vấn đề nào nữa không? Nhưng mà thôi. Ủa hỏi nhỏ đã xong rồi thôi. MC rất là lật mặt nha. Trời tức lật ghê. Lật mặt lắm. Ừ, thời lượng của chương trình thì cũng có hạn cho nên là chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 để các bạn có thể tương tác nhiều hơn qua một thử thách của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao và chúng tôi sẽ quay trở lại. Đừng chuyển kênh nha. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta đang có mặt tại phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Họ không phải là đồng đội mà họ sẽ trở thành đối thủ của nhau với một thử thách vô cùng nhẹ nhàng, thể hiện tài nữ công gia chánh cắt tỉa hoa quả. Trên màn hình mọi người có thể nhìn thấy được hình ảnh của hai chú cua với quả táo và ổi như thế này. Mình sẽ thực hiện trong khoảng thời gian không quy định. Ai hoàn thành trước đẹp mắt là sẽ giành được chiến thắng. Nhưng trong cái khoảng thời gian thực hiện cái thử thách này, chúng ta sẽ đặt ra những câu hỏi cho đối phương liên tục để làm cho đối phương bị phân tâm. Và hai bạn đã hiểu luật chơi chưa? Dạ hiểu rồi. Bây giờ hai bạn sẽ đeo bao tay vào để chuẩn bị bắt đầu nha. Mọi người đã nhìn thấy rõ hình ảnh rồi. Và bây giờ 3, 2, 1, bắt đầu. Ủa sao chị cắt cái ổi mà em cắt trái táo? Em phải cắt cái ổi giống chị chứ. Rồi chơi luôn. Nói gì cũng làm theo luôn. Thôi cũng được đi. Em biết tại sao chương trình chọn cua không? Chị nói đi mới biết được nè. Chị là con cua đó trời. Cua giải hả? Ừ. Ngang như cua hả? Em cua giải. Anh này ai lại nói phụ nữ ngang như cua. Tự nhiên nói em con cua nè, nghe hết hồn phải không? Mình lại nghĩ là ngang như cua. Vậy em cung gì? Dạ em Bảo Bình. MC cung gì ạ? À? MC cung bò cạp nha. Biết ngay mà. Ủa sao biết hay vậy? Sao biết hay vậy? Em đoán thế thôi. Mình thấy là một hình ảnh của một con bướm bướm rồi đó. Chưa, em để tạm thôi. Để tạm thời thôi. Đúng. Hiện tại thì mình đang thấy là em Ly có vẻ là nhanh tay hơn. Em quê ở đâu? Mẹ em là người Thái Bình, bố là người miền Nam à. Đâu kể năm tên bài hát của chị. Không kể được, buồn kể được mới buồn cười nè. Thôi, em đang tập trung với các con cua của em nè. Đấy, người ta đang tập trung với con cua mà. Không, thật ra nha, em kể cho anh chuyện vui là em hay chơi game với ekip của em á. Sao em cũng đố vậy, ekip em cũng im luôn. Ủa không hiểu luôn trời. Có khi ta muốn chọc chị đó. Mọi người chọc mình đó chứ thực ra mọi người biết hai con cua là hiện tại thì mình đã thấy được là 1/2 con cua rồi. Mà em phải để đâu ta? Em để con này bên đây hả ta? Tại sao lại cho mấy cái này ta? Tất cả mọi thứ trên bàn này đều có lý do của nó hết nha. Phải để ý cực kỹ nha. Hay là phải xiên nó vô ta? Con mắt của nó sao á? Em đoán vậy. À, nó đây là một con mắt nha. Mình chơi nói chữ không? Chơi nói chữ. Đúng rồi, chơi nói chữ đi. Chị nói trước đi. Thái Bình. À, bình ổn. Ổn định. À, định kỳ. Kỳ cục. Kẹo. Kẹo ngọt. Ngọt ngào. Ngào đường. Đường phèn. Đường phèn. Phèn gì đây? Rồi. Làm gì có phèn gì? Đỏ nhẹt. Phèn chua. Rồi, phèn chua. Chua lè. Lè lưỡi. Lè lưỡi, có lè lưỡi. Lưỡi câu. Câu cá. Câu cá, có câu cá. Cá con. Cá con. Con voi. Rồi, bây giờ mình đã hoàn thành xong chưa? Dạ chưa. Trong nhà chị có mấy người vậy? Nhà chị có 6 anh em. Bây giờ mình còn thiếu 2 con mắt nữa. Đó, dùng con dao để tỉa. Ồ, rất là khéo tay nha. Sắp ra hình con cua rồi, không còn là con bướm bướm nữa. Ủa nè, em làm giống con bướm bướm. Hồi nãy hả? Nhìn giống con bướm bướm lắm nha. Rồi, hoàn thành xong một con cua rồi. Bây giờ tiếp tục con cua thứ hai. Rồi, hiện tại thì bạn Hoàng Hiếu cũng đang dần hoàn thành. Không được, không được, không được, cua này chưa có thẩm mỹ lắm. Rồi, hiện tại thì con cua của em Ly đang sắp
hành hình rồi. Đúng rồi. Rồi, 3, 2, 1 và Emily đã xuất sắc hoàn thành 2 con cua. Như vậy là qua thử thách Emily đã chiến thắng trong phần thi vừa rồi. Xin chúc mừng Emily. Và như thường lệ thì người giành chiến thắng sẽ có cơ hội đưa ra một hình phạt cho người thua cuộc. Và bây giờ Emily là người chiến thắng cho nên Emily sẽ đưa ra được một hình phạt dành cho Hoàng Hiếu. Yeah. Hình phạt sẽ là gì đây? À, như thế này. Ba em người miền Nam ạ. Miền Nam, mẹ dạ. Người Bắc. Vâng. Vậy giờ em nói tiếng Huế với chị. Trong bài cá cắn câu có một đoạn rap Huế đó. Thì giờ chị làm cái gì em làm cái đó. Thì chị làm chung với em. Trời wow. Ơi, chị quá tuyệt vời. Chị đọc sao là em phải đọc vậy. Xin mời hai bạn. Em sẽ cố gắng. Rồi. Chuẩn bị nha. Dạ chị. Tuy là em ly nhưng tính tình rất nhu mì. Làm. Tuy là em ly nhưng tính tình rất nhu mì. Nhưng tình tình rất nhu mì. Trời ơi, nói hay á. Muốn cuộc sống thi vì sao không thử yêu em đi. Muốn cuộc sống thi vì sao không thử yêu em đi. Chỉ cần anh phải ngoan lắng nghe em một chút. Chỉ cần anh phải ngoan lắng nghe em một chút. Thôi được rồi. Thử thách thì cũng đã thử thách rồi, giao lưu cũng đã giao lưu rồi. Và chúng ta cũng đã có những hình phạt rất là dễ thương. Hy vọng là có thể mang đến tiếng cười cho tất cả mọi người. Cảm ơn hai khách mời khi mà đến với chương trình. Ngay bây giờ sẽ là một phần quà đến từ chương trình dành tặng cho hai bạn. Đây, một voucher mua sắm dành cho Emily, một voucher mua sắm dành cho bạn Hoàng Hiếu. Và Emily, ngày hôm nay khi đến với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì Emily thấy thế nào? Mình đi làm nhiều cũng không có được nhiều thời gian để tâm sự với mọi người. Và hôm nay tới đây em được tâm sự cùng Hiếu, cùng anh thì em cảm thấy rất là vui. Còn Hoàng Hiếu, chắc chắn ngày hôm nay em rất là hạnh phúc, đúng không? Vâng ạ, anh thấy em cười nãy giờ, hiểu rồi. Phải cảm thấy vui. Hy vọng là tất cả quý vị khán giả cũng thấy vui trong chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau lúc 13:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại. Hiếu rất là dễ thương. Hiếu còn một xíu rụt rè. Hiếu rất là trẻ trung và rất là nhiệt huyết. Gặp chị Emily ở ngoài đời thì em thật sự là thấy rất là vui. Không có gì hơn ngoài mong muốn trong tương lai chị phát triển nhiều và tụi em luôn ở bên cạnh chị ạ. Emily rất là trân trọng, rất là biết ơn bởi vì mọi người đã yêu thương, đã theo dõi Emily suốt chặng đường nghệ thuật của mình cho tới ngày hôm nay. Thank you, love my wings.